Xin chào mọi người ha. Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop NAS màn hình 12.5 inch Full HD nha mọi người. Màn hình Full HD rất là nhẹ luôn. Cân 9 lạng, hơn 9 lạng một chút xíu mọi người. Bản màn hình 12.5 inch ha. Cái con này á thì cái viền nó full, cho nên nó là webcam thì đưa xuống ở dưới này nè mọi người nè. Máy thì hoạt động hoàn hảo, có một cái lỗi duy nhất là cái chỗ này là cái chụp. Không có ảnh hưởng gì đâu nha mọi người. Thật sự ra là đây là một cái miếng nè, cái nó tròn vậy thôi. Nhét vô đây như thế này, nó bị gọi là nó bị mất một cái chụp của cái bản lề, chứ không phải bản lề. Không có ảnh hưởng gì, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà có điều là nó mất cái này thì nó mất thẩm mỹ thật sự luôn. Mà giá thì rẻ lắm mọi người, mình bán nhẹ như mình bán xả đó. Đây nè, cái này là bình thường là giống như là một cái ống á mọi người, rỗng. Mọi người cứ tưởng tượng rỗng như cái ống hút đúng không? Xong rồi cái mình đưa vô đây mình chụp lại là nó gọn liền. Đúng ra nó như vậy nè, mình tháo ra được. Nhưng mà cái này thì nó bị mất thôi, nhưng nó không có ảnh hưởng gì hết. Cái này nếu mà ai mà giỏi chế độ thì mình chế được ha mọi người. Còn về bây giờ nó mất một bên bản lề vậy, mình không phải cái nắp chụp bản lề, còn máy là bình thường ha, bản lề là bình thường. Nhẹ, các ngõ kết nối là đầy đủ hết nè. Cái chỗ này á là rất là hay luôn. Đây mọi người, cái này á là cái ngõ mạng LAN đó, nhưng mà nó mỏng, nó nhẹ cho nên nó làm cũng hay lắm. Đúng rồi, Nhật á nó cũng bày tùm lum hết trơn á ha. Đây nè, xong rồi mình nhét vô. Từ từ. Đây nha mọi người. Gập xuống, nhét vô. Yếu cái tay này yếu quá. Đây ha mọi người, hai ngõ USB nè. Cái này mình nhét vô lại rồi. Ngõ tai nghe HDMI để trình chiếu. Cái gì đây không biết, chắc thể nhớ quá. Rồi ngõ sạc ha. Chỉ vậy thôi, nét nhẹ gọn 12.5 inch. Rất là nhẹ luôn, chưa được 1 kg mà. Phím thì cũng có bóng ha, người ta cũng có sử dụng nhiều nhưng mà cũng không tới nổi nào, vẫn êm mềm. Màn hình đây, bây giờ tôi quay lại cái cấu hình ha. Nó là Core i5 nha mọi người, i5 thế hệ 7, nhưng mà cái chip này là cái chip mà tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng nha mọi người, tìm hiểu thêm. Core i5 đây nè mọi người nè, i5 nè, thế hệ 7 nè, i5 gen 7, i5 7i54 đây mọi người ha. RAM là 8GB nè, SSD là 256GB. Màn hình là nó có phản quang đó, những cái dòng nhẹ nhẹ thì thường thường nó phản quang, cũng giống như là như từ nãy giờ mình view cho mọi người là toàn là những cái dòng mà siêu nhẹ, đa số là nó như vậy. Nó hay bị phản quang vì do là nó quá nhẹ, cho nên là khi mà vận chuyển hay gì đó thì nó tác động vật lý vô thì cái tấm phản quang nó hằn lên ở phía trước một xíu, nên nền trắng nó hơi trắng hơn bình thường. Còn nền khác không sao, chứ không phải là lỗi màng sọc hay là bị mất điểm ảnh. Mấy cái đó là mới nguy hại, mấy cái đó là trước sau gì nó cũng hỏng. Nhưng mà cái này thì nó vậy thôi mọi người. Đây nè, trên nền trắng thôi ha, nền khác là mọi người không thấy hoặc là nó mờ đó. Rồi máy thì hoạt động hoàn hảo, chỉ có cái chỗ mà mất thẩm mỹ nhất là mất cái nắp chụp đó thôi. Và mình báo giá cho mọi người máy kèm sạc pin thì tầm 3 giờ giá của nó chỉ có 2,7 triệu thôi. Cái con này nó như vậy đó, mẫu này được sản xuất năm 2018 nha mọi người. Thích cái gọn tiện để làm chữa cháy thì cũng ok. Zin đét mọi người, không có sửa chữa gì hết. Máy thì máy Nhật về là zin nguyên hết, chạy rất là tốt, bền ha. Chỉ có là 6 thì mình bán giá 6, 2,7 triệu. Ai chốt thì nhắn tin Zalo số điện thoại của mình nha.